Đất nó đóng cũng dày quá nha. Này nó không phải là rửa dầu nhớt nữa mà nó rửa cả đất rồi. Dạ. Dầu nhớt từ trong này này. Dạ. Dầu nhớt nhưng mà cái xe này nó là bị cái máy này ấy, nó bị nước nó vô. Dạ. Nước nó vô thời gian quá dài nó kết cái dầu lại, kết cái nhớt lại, đóng cái nhớt lại không? Dạ. Còn nếu mà bình thường, cái máy bình thường là chắn bóc ạ. Dạ. À, máy mà chắn bình thường là chắn bóc. Thấy nó nhả hết ra rồi. Năm sáu lít dầu giá bây giờ là cho 10 nghìn, hình như 11 nghìn lít phải không anh? Nãy giờ rửa chứ không phải 2 lít mới. Vấn đề là nó sạch đâu đó, dầu ra rửa dầu là phải, nếu mà rửa dầu là phải kéo sạch nữa. Dạ. Này mình chắc rửa được cả, nếu mà sau mình làm á. Dạ. Sau mình thì mình có làm cái này mình làm không phải là test mà mình làm xác định cái kia. Hiệu quả là mình phải xịt trước. Dạ. Sạch hết những cái đèn. Dạ. Một trong mình xong rồi mình cứ rửa thì nó biết. Nó mới đem cho mình cái hiệu quả được. Cái dạ. Mình đang test nên là mình để cho nó dơ vậy. Dạ. Đây, ok. Ok đúng không anh? Cái này mà có cái máy xịt áp lực là xịt nó là sạch xong. Ồ. Thank you.